Tiếp tục là một câu chuyện đang gây bức xúc dư luận tại tỉnh Quảng Ngãi. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ gia đình có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội tại Ba Tơ, Quảng Ngãi đã có từ năm 2014 và chính thức triển khai từ quý 1 năm 2015. Theo quy định, thì mức hỗ trợ tương đương là 30 kWh, tức là khoảng 46.000 đồng cho mỗi hộ một tháng. Thế nhưng theo phản ánh thực tế từ người dân xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, từ năm 2016 đến nay họ chưa nhận được một đồng tiền nào từ nguồn kinh phí hỗ trợ này. Tại sao lại có sự chậm trễ đó? Liệu có tiêu cực ở đây hay không? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Gia đình anh Phạm Văn A Rư thuộc diện được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt mỗi tháng 46.000 đồng. Thế nhưng từ năm 2016 đến nay, gia đình anh A Rư chưa nhận được đồng nào từ khoản hỗ trợ này. Nghe họ nói là có là người có điện gọi tình giàu như đó là mình là cô nghe họ nói như vậy, nhưng mà mình từng đó mình chưa nhận được cái số đó. Xã Ba Sa có 7 thôn, trong đó thôn Mang Ca Rá có trên 140 hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ tiền điện. Theo trưởng thôn Mang Ca Rá, năm 2015, Ủy ban Nhân dân xã Ba Sa có triển khai chi trả tiền điện hỗ trợ cho người dân, nhưng từ năm 2016 đến nay thì không thấy nữa. Từ năm 2016 đến là chưa thấy, chưa đến về dân. Còn cái rút ra chưa là cái đó mình không nắm rõ. Về hỏi dân là từ năm 2016 đã chưa đến cho dân. Được biết, năm 2015, xã Ba Sa đã chi trả tiền điện hàng tháng cho 357 hộ nghèo và 94 hộ gia đình chính sách với tổng số tiền gần 256 triệu đồng. Lãnh đạo xã Ba Sa xác nhận, năm 2016 và 2017, xã đã rút tiền từ kho bạc huyện để chi trả cho dân. Tuy nhiên, kế toán Ủy ban Nhân dân xã báo là một số giấy tờ xuất chi đã bị thất lạc. Nhưng đến khi người dân phản ánh, thì kế toán xã cho biết số tiền hỗ trợ tiền điện năm 2017 đã mượn đỡ để chữa bệnh ung thư ở Sài Gòn và sẽ trả lại sau. Còn năm 2018-2019, xã đang tiến hành chi trả cho 4 trên 7 thôn, nhưng vì phát hiện có điều khuất tất trong chi trả của 2 năm trước, nên cơ quan công an đã tạm đình chỉ để điều tra. Năm 2016 là kế toán nói là đã chi, nhưng mà chúng tôi mắc. Mình mới nói là nếu mà chúng tôi mắc thì liên hệ cho phòng lao động thương binh, cho hội viên, rồi liên chung cho kho bạc, phòng tài chính là xem thứ của chúng tôi quyết toán đó là mình có quyết toán chưa. Nếu mà đã chi thì nó có ở dưới, nếu mắc thế nào gì thì có. Còn năm 2017 thì nó nói là chưa chi. Thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Ba Sa, từ năm 2016 đến năm 2019, xã Ba Sa lập danh sách gần 3.100 người được thụ hưởng với tổng số tiền khoảng 2,4 tỷ đồng. Đối chiếu số tiền 46.000 đồng một hộ mỗi tháng, số tiền hỗ trợ có thể đã bị ăn chặn trong 2 năm, tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Hôm nay, học sinh ở hơn 30 tỉnh thành trên cả nước đã được quay trở lại trường học cùng với các giải pháp đảm bảo an toàn về dịch bệnh một cách chặt chẽ. Tại một số địa phương như là Hà Nam, Hải Phòng, thì việc ứng trước ngân sách để hỗ trợ cho người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng đã bắt đầu được tiến hành. Còn trong cộng đồng xã hội thì công tác phòng chống COVID-19 cũng tiếp tục được các tổ chức cá nhân duy trì. Mới đây, một nhà sư ở Vĩnh Long đã kêu gọi các Phật tử may 40.000 khẩu trang vải để tặng cho người nghèo và người dân địa phương. Với mong muốn người dân nào cũng có khẩu trang đeo phòng chống đại dịch COVID-19, Đại Đức Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An tại xã Thành Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã vận động các Phật tử đóng góp mua vải, mượn máy may và may khẩu trang tặng người dân. Tôi nghe sư thầy nói là thầy có may khẩu trang để ủng hộ cho bà con nghèo, thì tôi cũng góp một phần. Tôi nhín nhúc với gia đình, công chuyện gia đình tôi đến đây để tôi phụ với thầy để may, để phát cho bà con nghèo, mỗi người có cái khẩu trang. Cái sư thầy ở đây coi như mà vận động để mà may khẩu trang để giúp cho người dân nghèo có khẩu trang phòng mà chống dịch, nên tôi cũng góp một phần nhỏ nhỏ của mình để mà đóng góp cùng chung sức với sư thầy. Những chiếc khẩu trang này đều được đặt cắt bằng tia laser hoàn chỉnh đem về, còn lại là may và cho vào bịch ni lông. Để đảm bảo vệ sinh, trong quá trình làm khẩu trang, các Phật tử đều thực hiện sát khuẩn tay, đeo găng tay y tế và đeo khẩu trang. Chúng tôi đã ngừng hoạt động vấn đề sinh hoạt tín ngưỡng và hòa chung với niềm chung tay
để cùng chống dịch corona 19 này. Nhà chùa chúng tôi vận động tài chánh để dự kiến may 40.000 khẩu trang cho các bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa và tín đồ Phật tử của khu vực này. Hiện các Phật tử chùa Xuân An đã may cơ bản xong số khẩu trang dự kiến và đang chuyển đến tay người dân.